Hôm nay vẫn xuân nặng thì mai tay xuống
ơi, phải đi từ 3 rưỡi 4 giờ, nhà mày mà 5 giờ hơn đi là muộn đấy. Tòa nhà không có điện. Thế nhưng mà bố chạy xe nhà. Đi với quán nước độc rồi, đi với cà phê cũng to, hỏi cây này là cây gì không? Cây này là cây mày mù. Mày mày mù mày không biết cây gì. Đi trong cái cây kia đấy rồi, cây này là cây mày nòi. Thế mày không biết gì cả. Không biết gì nhỉ? Mày mù mày mù mày mù mày. Hả? Mày đúng rồi, mình đi nhầm xuống sâu, hôm nay mình cố đi chỗ này vẫn được đúng không? Tôi xem mày lòi kìa. Cà phê gì, nó là cái gì? Mày không mày lòi kìa. Mày lòi. Mày mù, mày lòi là không biết là cái gì. Bây giờ xuống xe rồi con, xuống xe rồi con, mấy con. Tí nữa trèo qua đây là, trèo qua đây đấy. Đừng ghét là xấu. Ghét là xấu nhỉ? Ok, chị qua đây. Thế bây giờ sao trèo được? Chờ xuống nhỉ? Chờ đỗ xe, cứ cố ăn lên đầu lên là. Ôi, cứ phải mẹ làm chi cho sống thế nhỉ? Ôi rồi bà đi, bà mà tắm bà sống thế nhỉ? Tớ gặp bà ngoại xinh nha. Cầm có cần cầm cặp ra không? Cháu hả? Cứ cầm cho lành. Cầm ra, cầm đồ ăn đồ uống cho lành. Nước lôi cầm hết ra. Bây giờ là 8 cặp chanh chanh muối thì cặp
xe. Bác không chơi ít khi cho em. Việt Nam hết mà. 21:49. Đây hàng cũng lâu. Ở đây đâu? Bắt đầu xuống là 21 giờ. Bắt đầu. Có phải lúc đầu mày đeo cái túi đỏ không? Đeo bao lâu đỏ không? Mặc cái áo dài không? Không. Thế nhầm. Nhầm. Nhưng mà đằng sau cả đấy hình như đằng sau. Ồ, đúng thì không ạ. Nhầm lần. Mình đang nhìn thì mình thấy ông Lương cũng cua tay đó mà mình mới nhìn thấy chứ mình không mình đang không nhớ mình nhìn ra. Cũng chỉ nhìn hàng thôi, nhìn hàng thôi. À, cái hàng cái quý hàng quan này lại còn đấy. Bác sĩ hôm nay nhá. Như thế là nguyên cái hàng cái to đến là 25 cân cân ở nhà. Thế còn một cái là
8 cân nữa. Thế mà ra đây nó cân từ tất cả là đi 36 cân, ở nhà 34 cân. Ra đây nó xong hàng nó đổi, mang mỗi ba lô vào đây xách tay. Là đi về ở đây à, chị Thanh ơi, thế bố con ông Thương là về đấy ở là ở chỗ khác hay ở? Con gái thì ngủ chưa? Tỉnh táo.